Được khởi công và hoàn thành trong năm 2020, những tác phẩm của dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm cho con đường này thêm khang trang sạch sẽ. Thế nhưng, sau 3 năm ra đời, những tác phẩm nghệ thuật ở khu vực này đang dần biến mất. Một số tác phẩm trơ khung sắt, chai nhựa được tái chế sử dụng từ trước tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Do thời tiết và các thứ, do đó mà nó xuống cấp. Nó xuống cấp đây thì đáng lẽ ra thì ta phải nên trùng tu và coi như cải tạo lại. Thế nhưng mà ta lại không trùng tu để nó quá xuống cấp thì đi đến chỗ mà coi như nó thành ra trở thành nhếch nhác cái quãng này. Mặc dù cái quãng này vẫn được sạch sẽ nhưng mà nó lại không được coi như thế là đẹp như ngày xưa nữa. Bởi vì cái cảnh mà coi như thế hiện nay mà coi như cái bức họa của mình bây giờ nó xuống cấp nhiều quá vì nó không còn ra cái hình của cái gì nữa. Mỗi một bức nó cũng có một cái ý nghĩa riêng, nhưng thực ra bây giờ nó rơi hết rồi. Các bạn cũng sẽ không nhìn thấy nữa. Nhìn thấy cầu Long Biên này, nó là cái nét cổ của Hà Nội này. Rồi là những cái bức tranh mà nói về cái sinh hoạt đời sống của người dân trong cái niềm hoan hỷ ấy, nó cũng rất nhiều. Giờ nếu mà được thì khôi phục lại được thì mình vẫn muốn là có được những cái hình tượng như là những cái con thuyền trên sông này, rồi là nét của cầu Long Biên, giữ lại được cái nét cổ đấy. Nhiều mảng màu đã bong chóc nghiêm trọng, một số bức tranh đã biến mất bởi rêu mốc, bụi bẩn. Đây là tình trạng diễn ra trên con đường bích họa Phúc Thọ, con đường bích họa dài nhất Hà Nội. Công trình này được xây dựng từ tháng 7 năm 2020, gồm 100 bức tranh được vẽ từ hơn 1.000 lọ sơn màu, với mục đích tuyên truyền về lịch sử quê hương và hành trình nhân dân xây dựng nông thôn mới. Còn đây là tuyến đường gốm sứ dài hơn 3,8 km, công trình nghệ thuật chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Sau 13 năm được hoàn thành, đến nay tuyến đường gốm sứ này cũng đã xuống cấp. Nhiều vị trí của công trình đã xuất hiện tình trạng lớp gốm bị bong chóc cả mảng lớn để trơ lại bề mặt tường bên trong.